Suy niệm Thánh lễ tiệc ly Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ Ba Kỷ Phật Tình Yêu Phụng vụ chiều thứ năm tuần thánh Giáo hội cử hành bí tích thánh thể Do Chúa Giêsu thiết lập Vào sau bữa tối cuối cùng Với các tông đồ trong nhà tiệc ly Trước đêm hấp hối trong vườn cây dầu để muôn đời tưởng nhớ tới sự hiện diện thực sự của người giữa chúng ta. Đây là thánh lễ sau hết được cử hành trước đêm vọng phục sinh thứ bảy tuần thánh. Vì là lễ sau hết, nên lúc hát kinh vinh danh, các chuông nhà thờ reo lên và sẽ chỉ reo lại vào đúng lúc hát kinh vinh danh trong đêm vọng phục sinh. Sau thánh lễ chiều nay, các khăn bàn thờ đều được lột sạch, các chân nến và thánh giá được cất đi. Người ta không còn trưng hoa nữa để loan báo ngày đại tàng của giáo hội và cũng ngụ ý nói rằng giáo hội không cử hành lễ nào nữa cho đến ngày Chúa Kitô sống lại. Vì yêu, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể lấy chính thịt máu mình làm của ăn của uống nuôi dưỡng chúng ta để tiếp tục yêu thương và tha thứ chúa thiết lập thiên chức linh mục đời đời và cũng chính hôm nay chúa truyền dạy chúng ta phải yêu thương nhau như chúa đã yêu thánh thể trong bữa tiệc ly thánh chúa kitô đã thiết lập bí tích thánh thể Lời Thánh Phao Lô nói về điều này được coi như là bài tường thuật của xưa nhất về bữa tiệc ly của Chúa. Có ghi lại rằng Chúa Giêsu trong đêm người bị phản bội đã cầm lấy bánh và sau khi dâng lời chúc tụng thì bẻ bánh ra và nói đây là mình ta được trao ban cho chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta cũng vậy vào cuối bữa ăn, Chúa cầm lấy chén rượu và nói: "Đây là chén của giao ước mới trong máu ta. Hãy làm việc này mỗi lần anh em uống chén này để nhớ đến ta." Thật vậy, mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi người lại đến. Thứ thứ nhất của Thánh Phaolô thông đồ gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 23 đến 26. Những lời long trọng trong đó được thông truyền qua các thế kỷ, chứng tích kỷ niệm việc thiết lập bí tích thánh thể. Mỗi năm vào ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta nhớ lại điều này và trong tinh thần chúng ta hướng về căn phòng tuyệt ly. Thiên chức linh mục chưa hết. Thiết lập bí tích thánh thể xong, Chúa Giêsu cũng lập luôn bí tích truyền chức thánh. Chúa nói với các tông đồ hiện diện, Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Luca chương 22 câu 19 Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 24 Với lời tên Chúa Giêsu đã thiết lập thiền chức linh mục để qua các linh mục thánh lễ được tiếp tục cử hành cho đến muôn đời. Kinh tiền tụng của thánh lễ làm phép dầu sáng nay mặc khải đầy đủ cho chúng ta ý nghĩa ấy. Chúa đã lấy tình hân đệ tuyển chọn một số người để họ tham gia thánh vụ của người nhờ việc đặt thay. Chúa muốn họ nhân danh người tái diễn hy lệ cứu độ dọn cho con cái cha bàn tiệc vượt qua lấy tình thương dẫn dắt lấy lời cha nuôi dưỡng và dùng các bí tích bồi bổ dân thánh của cha và cũng chính ngày thứ năm này chúa giêsu nói anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em chương 13 câu 34 như thế giới luật yêu thương đã được chúa ban truyền Giới luật yêu thương. Một nghi lễ vô cùng đặc biệt của thánh lễ chiều nay là lễ rửa chân. Con Thiên Chúa làm người là Đức Chúa đã mặc lấy thái độ của người tôi tớ và quỳ xuống rửa chân cho các môn sinh của người. Trong bữa ăn tối cuối cùng trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phêrô đã từ chối và phản đối Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con." Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được giữ phần với Thầy." Yô An chương 13 câu 14, 15. Rửa chân là bổn phận phục vụ và là công việc của tôi tớ hoặc nô lệ. Ngày xưa, tôi tớ phải rửa chân cho chủ. Chúa Giêsu là Thầy và Đức Chúa đã mặc lấy thái độ của người tôi tớ và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của người. Romano Giardini, một thần học gia nói rằng thái độ của người tôi tớ quỳ gối trước ông chủ đó không phải là khiêm tốn, đơn giản là việc anh ta phải làm hoàn toàn đúng. Một người xứng quỳ gối trước kẻ tiểu nhân Mới là người khiêm nhường thật sự sau khi giữ chân cho các môn đệ, một lần nữa người mời gọi chúng ta, thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Gioan chương 13 câu 15. Bằng cách này, người thiết lập một sự liên kết thân mật giữa bí tích thánh thể, bí tích của quà tặng hy sinh và huấn lệnh yêu thương. Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập thiên chức linh mục, chúng ta có nhiều dịp nhắc đi nhắc lại một câu rất sâu sắc, nhưng cũng cần phải tìm hiểu thêm. Không có thánh thể thì không có chức linh mục. Không có chức linh mục thì cũng không có bí tích thánh thể. Chỉ một lần rồi thôi. Hai điều đó liên kết chặt chẽ với nhau nhờ đức bác ái. Không thể tham dự thánh thể nếu không có tư tế nhưng cũng không thể tham dự thánh thể nếu không có đức bác ái và sự tha thứ trong bí tích thánh thể tất cả chúng ta đều tham dự vào một mình thánh một máu thánh trở nên một chúng ta không còn tách biệt được nữa ai tham dự bàn tiệc của Chúa thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh em mỗi lần chúng ta tham dự bàn tiệc thánh thể chúng ta thưa Amen trước mình và máu Thánh Chúa. Như thế chúng ta cam kết thực hiện điều Đức Kitô đã làm là rửa chân cho anh chị em trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ. Tình yêu là kỹ vật cao quý nhất mà Đức Kitô để lại cho những ai được người kêu gọi bước theo. Thánh thể là kế hoạch tuyệt đỉnh của tình yêu. Một ơn cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nhận. Nghi thức rửa chân nói lên sự khiêm tốn của mình đối với người khác. Rửa chân cho nhau, chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới. Tất cả đều là tha thứ yêu thương và giúp đỡ nhau. Chúng ta cầu xin Chúa cho Thánh lễ cử hành chiều hôm nay đưa chúng ta vào màu nhiệm của bí tích Thánh thể, màu nhiệm của Thiên chức Linh Mục và giữ răng trọng nhất là bác ái yêu thương. Chúng ta cố gắng ghi nhớ những điều này để đưa vào trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. AMEN bài của linh mục an tôn nguyễn văn độ